Công kia đồng thủy đi nhanh, chưa chưa có, vẫn đang khá là lù đù. Chậm. Và máy vừa chuyển chém 3281. Rồi bạn đã phải bắt quần chuyển chém đáng sâu. Bay đang có cực kỳ đông chém của giờ đây. Trong trận đấu này. Rồi chuyển chém của Mai còn. Đúng pha hit đẹp này thì cũng chuyển chém của thằng tỉnh cao rồi. Và diễn con chém này của Mai và tụ cùng giờ được nhà. Chờ cái thủ đang đi lao vào thì gọi nó một thằng để có thể chơi cùng. Great Baby là của chúng ta, anh nháy lại con em phát. Và đội bạn là cũng ở đấy. Và một con dài dài bơ sẽ cầm Babylon. Nó một vẫn ở đấy. Hồng Anh trận đấu này là được cầm ở đấy rồi. Và có một con Perm đây thủ gắn đi. Và đây là trận thi đấu đầu tiên ở trong siêu thứ 3. Và thua 2C 3-2 và 3-1. Trong đó thì tiếp tục Greg No. 1 và sẽ là người cầm Baby. Voi heal đây rồi. Và đi dò thôi. Quả đầu 7 cây cho những chim sẻ nắng. Baby lon, đôi voi 7 heal. Và đi dò rồi. Và một bầy một bài đấu Babylon của thủ chim sẻ đã có đôi voi sắp hết đồ bầy hiểu đây rồi. Chúng ta thua sâu quá anh em ạ. Thua 6-3 rồi. Đó là cứ đánh 2 trận chúng ta thua 1 trận. Ba trận thua 1 trận. Nói chung là không tính toán nữa rồi, đau đầu quá. Ở đây 3 trận thắng 1 trận nhầm. Vẫn hai. Chúng ta đánh kiểu gì nhỉ? Chúng ta chia đôi đánh 6 trận, chúng ta thắng được 3 trận. Được chưa? Vâng, câu voi về thôi. Vâng, không hiểu sao bình luận thì bị nhại. Nhưng mà em bình luận thì không hề để làm tiếng gì cả. Anh em vui lòng kiểm tra lại xem có mở hai tab lên hay không. Và các bạn vui lòng nếu bị nhại tiếng các bạn thoát ra vào lại là được. Babylon chia sẻ. Trận anh em bảo sẻ cầm cung, còn lâu mới cầm cung. Trận này chắc lại đánh phù rồi bạn. Thôi, Uper của Gunny đột biến lên chém cụt đầu luôn. Con thứ hai được đưa về. Và trong map là các bạn nghĩ cứ cung thủ phù là thắng một bài cung lên đời đấy không, hay bài Pearl là bạn lại kích 8 lên lại bổ phát chết luôn. Mình nghĩ trận này nếu chắc cốt trên cô thì cứ chém thổi phù thôi. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là vấn đề lên đời. Boy heal sai quá. Cấm cờ dễ nhà thôi. Và đây máy game thủ No. 1 thế nào. Bài Greg này cũng đang có S đầu. Rồi đi lùa về không anh? Đôi voi về nhà chính. Và nhớ được khung hai nhà với nhau. Thế chưa thấy rừng già. À đây thấy rồi. Thấy rừng già. No. 1 đã báo về là bài xấu rồi. Bắt đầu cắt dần để phi bầy hiêu. Hai nhà chúng ta đều có một đôi voi về nhà chính. Nhưng cả hai bài vẫn đang là những bài xấu. Thêm bầy hiêu nữa dành cho anh thủ chim sẻ nắng ở đây. Một chiếc mét tay thôi. Có quả phụ giữa hai nhà luôn. Ở trong sẽ bú thôi. Tập này nên nó hết vẹo. Lên. Quả phụ cũng xấu luôn. Cay nhỉ. Và đây BG cái thủ chim sẻ. Cần đo đong đếm mãi mới đong được cái BG. Khổ lắm rồi đấy. Oklahoma, Rogan, Oklahoma,
Vâng, em đang bảo là bảo đồ bột tha cho anh sẽ tha kiểu gì anh? Vâng, đây BB của chim sẻ đang khung rộng luôn rồi. Bơ rồi, bạn sẽ chuyển qua sớm thôi. Bài rồi bạn cũng 22%. 22% nhớ rồi bạn. Đây BM. Rồi đóng BL bên này luôn. Thập tỷ bảo vệ đâu một gần gắn đi. Kêu bảo Mỹ lên bài xấu rồi. Thịt nốt con hiêu này mà vẫn chưa lên đời 2 lên đâu 1. 15x rồi anh. Đây BM. Đây BL. Và phải đóng một S chay để con voi, các bạn thấy là bài nó tù đến như thế nào rồi. Rồi cố gắng bo kín nhà nhanh lên thôi. Đối đầu với Per. Vâng, trẻ bắt đầu bị chơi vào luôn rồi. Đó con giò thủ ông anh. Trẻ đánh cung. 3 chọc sẽ đông quay sang nhà anh. Không, anh chọc vào đây. Gandhi đánh thẳng cung 3 hay sao ấy. Để xin con T2 rồi. Không thổi phù trận này, đánh thẳng cung. No 1 sẽ người thổi phù thôi. Máy của cái thủ No 1 với tham lai là xuống 26. Không, các bạn đánh 2 chém. À đâu, đây là giò No 1. Chuyển đến giò Gandhi. Có rồi hả? Bây giờ là đoạn anh 2 chém. Đây bãi vàng, thủ No 1. Cần phải thêm dân ăn vàng anh ơi. Rồi, nâng cấp đào vàng luôn. Trở lại máy xe. Đánh cung. Khung nhà rồi. Chắc chắn đâu một sẽ phải chơi châu phù. Con này đã kín. Đến được cái thủ chim sẻ. Kín rồi. Các bạn công cao nhỉ? Tạm lại 28/52. Thêm một khoai ruộng nữa đấy, cái thủ chim sẻ nào. Vâng, trẻ đánh cung. Cung R của Babylon thôi. Đang cố gắng ra ruộng để vươn lực khỏe hơn. Đánh xe chưa có thêm vài chiếc ruộng nữa. Khi nói cho MPB rồi. Vâng, đây máy cái thủ No 1. 1B. Cái nhà Gandhi đang để lùng. Nhưng chỉ có con giò No 1 chu giáo rồi. Có lạc đà rồi. B thủ bên trong. Vâng, sẽ đang sợ Hồng Anh công ca. Gandhi đã vẽ được rất nhiều ruộng và ý đồ chuyển cung là rõ ràng. Đây chơi thủ Gandhi, đúng là như vậy. BA có luôn rồi. Rồi bạn sẽ chuyển qua vài thì đúng một là đà một ruộng giò đến Gandhi đi quản map. Tham lai đồng hồ là 23. Bắt đầu cho phù sang nhà chim sẻ đang đứng. Bây giờ lại không sang 2P rồi. Đấy, cho phù ra phù con lạc đà đi anh. Chém nhà sẻ sang. Ok. Dưới nhà anh ơi. Map đúng không? Và tham lai của cái thủ No 1 là 25 đấy. Mấy cái thủ chim sẻ đang đi bắn theo Hồng Anh. Các bạn đang đánh theo kiểu to khỏe ta. Khá nhiều ruộng đấy Hồng Anh. Một khung giờ sẻ để đi bắn thôi. Và tham lai 37/56. Dưới khung giờ bên ngoài. Khung giờ chưa giáp. Đây là thứ 3. Hai A thể đầu đi chim sẻ. Không biết chém Hồng Anh đâu cả. Còn đây. Một rổ luôn rồi. No 1 vẫn còn một vài nông dân loang quang ở bên ngoài. Và tham lai game thủ chim sẻ là 40. Gandhi đang chuyển qua áo của Persian. Anh Trump bắn Gandhi vào tôi. Vâng, đây là Hồng Anh. Một bài cầm chém rồi đấy. No 1 phải đi công P thôi. Tham lai của anh là 25. Đang công P nhà thủ Gandhi. Bên nhà sẻ không có chém đâu anh ơi. Không vào nhà sẻ luôn. Rồi đi cùng phù thôi. Đây là sẻ. Ôi, chết rồi. Vâng, chưa kịp bò đến một chút trận đàn. Vâng, Hồng Anh đang cố gắng dí vào. Cũng giờ đã có giáp đây, thì thủ chia sẻ cái khe này quá hẹp. Và
chỉ một chém rồi. Và con này mình sẽ chém thủ rồi. Quá rồi nhưng tuần nữa. Có một có phù đây rồi. Tham lai chi trận đang là 46. Ruộng đang khá nhiều. Một đội bạn một cái tầm xa. Nhưng đội bạn sẽ là cung A. Và báo về gắn đi đẩy thẳng nhà của nguyên thủ No 1. Chú ý phù anh ơi. Tham lai chi trận là 50. Đang chơi BA. Và đây cung A đối phương. Đang xa rồi. Và báo về đoạn của 4A rồi. Đẩy cho này. Bắt được rồi. Có lạc đà. Vâng, có một vào chém đi anh chém đi đâu. Chém lạc đà luôn anh. Vâng, tham lai 51 để có thủ chim trẻ nhàng. Thêm một chiếc nhà chính tung ra để phát triển. Đã bắt được tân quân đi công của thủ Gunny. Vâng, trẻ nó muốn lên thẳng ra 4. Không anh kìa. Vâng, anh đang lọt quanh đồ 1. Nâng ra 4 em ơi. Trẻ cần phải nâng luôn cái ra 4. Lên ra 4. Cố gắng tí vàng nữa để tí nữa lên nốt đầu máu à. Nó trâu hẳn luôn. Tăng thêm ma thôi. Và trẻ sẽ ra bài trâu cung. Và No 1 vẫn sẽ phải trâu phủ. Đây là bàn máy của thủ No 1 với tham lai là 28. Anh sẽ phải tự đỡ cho Gunny để cho chim trẻ nắng dí game thủ Hồng Anh. Vâng, Hồng Anh khá đông chém trận yếu này. Và mặt máy của thủ chim trẻ với tham lai là số là 66. 7E để bắt dân vàng của Hồng Anh. Hồng Anh đã hết một bài vàng rồi. Trẻ đang chìm cầm bàn nữa lên nốt cái đầu máu. Nâng luôn đầu máu lên thôi. Đây. Vâng, tụi bạn đẩy luôn sang đây anh ơi. Và một PA nhà chúng tôi thì chìm trẻ nắng. Tụi bạn đang có khá đông chém của anh. Trẻ đang muốn bắt cung A tiếp viện gần ý trước. Vâng, nhưng cung A này chưa áp sát được vào gần nhà chú trẻ. Tên này trẻ đỡ được. Bắt quân luôn hơn. Bây giờ bắt được. Để chưa cho quân ở bên trong ra ngoài. Thế là chưa bắt được quân đối tượng. Đâu một cứ chơi phù đội bạn thôi. Đây rất nhiều phù đội 1. Đây giờ mình nghĩ là thời điểm sẽ đến chơi quân bên ngoài. Để chơi quân đội bạn thôi. Một phù được cực kỳ đông chém Hồng Anh kìa. Còn trẻ nó cũng ra rồi. Tham lai đội số là 74 đến từ cái phù chim trẻ nào. Phải có tờn bắt quân tiếp viện đội bạn. Nó một quay trở lại đi. Hồng Anh đã bảo kê cung A của game thủ Gunny. Nhưng bây giờ sẽ là hai kích cung AR đẩy ra bên ngoài. Vâng, No 1 cần phải quay trở lại khu vực này luôn. Tham lai sẽ là 72. Chú ý phù và phù chém của game thủ Hồng Anh kìa anh ơi. Nhiều chém lắm. Phù kìa. Vâng, tham lai chim sẻ là 75 trên 92 trong trận đấu này. Đang tăng trên nhà BA. Các bạn đang có được 47E để bắt quân của game thủ chim sẻ nhàng. Nhiều chém ấy. Trên nhà chim sẻ này nhiều chém lắm. Tham lai 71 dành cho game thủ chim sẻ nhàng. Phù kìa anh ơi. Vâng, tăng thêm BA và chim cờ lên bỏ ra. Và đợt máy game thủ No 1 tham lai 40. Vâng, 2P nâng đốt công nghệ của phù thủy và tăng thêm BL thứ hai. Nhưng mà đội bạn đã bắt đầu trông cung A. Vâng, No 1 tham lai 40. Vâng, đội bạn đã muốn phải nghe là bắt phù thủy của game thủ No 1. Nhưng công nghệ phù thủy đi nhanh như là chưa có, nó vẫn đang khá là lù đù. Vâng, em thấy nó đi chậm nhỉ. Vâng, mặt máy của anh chủ chim trẻ tham lai 81. Đội bạn đang vậy bắt quần chim trẻ đáng. Hồng Anh đang có cực kỳ đông chém của giờ đây trong trận đấu này. Vâng, chỉ ở chém của thủ Hồng Anh rồi. Đúng pha hit em rằng này thì thủ chim trẻ đáng của thằng tỉnh cao rồi. Vâng, chỉ ở những con chém này của thủ Hồng Anh và tụ cung rồi được trong nhà. Chờ game thủ Gunny lao vào thì gọi No 1 sang để có thể chơi cùng. Vâng, báo về No 1 đã bắt cung an tiếp viện của Gunny. Trong đó trẻ vẫn đang diện hữu để thể cân đôi ở khu vực này. Cân đường. Và sau này chú trẻ đang ở trong chiến dịch. Vâng, chú chủ Gunny dí thẳng vào nhà BA của chú trẻ đang. Với một nửa kích công an như thế này sẽ tự tin thi đấu. Cung ngờ đã có đầu máu tầm xa 7-2 và bắt quân tân công an này của game thủ Gunny. Một pha 7E của chú trẻ đang. Vâng, hơi loạng hoàng một chút vì chỗ này nhiều dốc quá. Hồng Anh đang có một trận đấu cực kỳ đông chém của G-Rex. Hôm nay chú trẻ đang ở số là 86-104. Vâng, một bài khung nhà với nhau đến từ No 1 và chim sẻ. Lượng chim sẻ đang là rất đông. Trong khi đó đây là một máy game thủ No 1 với tham lai ở số là 46-64. Tiếp tục bắt cung A tiếp viện của Gunny. Nhưng bây giờ là một kích cung A đẩy lên. Liệu rằng No 1 bắt được tên này. Vâng, Hồng Anh sang tận nhà No 1 để ăn bài rồi. Bắt tên qua tiếp viện. Dưới đây. Vâng, tham lai ở số là 50 dành cho game thủ No 1. Đây là máy game thủ chim sẻ đang. Vâng, rồi bạn đang muốn làm ở nhà sẻ hơn bao giờ hết trong tình huống này. Chim sẻ vẫn quá chỉ quá khó để cho thủ Gunny vào, anh có thể lao vào nhà chim sẻ đáng với khu vực nhà BA như thế này. Một pha về tiếp theo chim sẻ để bắt cung A của Gunny.
Và Lengati đang đứng lại để thi đấu luôn. Đứng trẻ vẫn đang vậy, không cho đội bạn chạy rồi. Có lẽ chuyện là thắng trận này với tỷ số là 1-0 trong hiệp thứ 3 dành cho cái thủ chim sẻ nắng bắt đầu 1. Và khi mà cung chủ lực rơi vào tay cái thủ chim sẻ nắng thì mọi thứ nó sẽ khác biệt hơn là rất nhiều. Chúng ta chờ đợi trận hiệp thứ 2 ở trong hiệp thứ 3 ngay sau đây thôi.